Hồi xưa thì là anh Minh Phụng và chị Lệ Thủy. Nhưng chị Lệ Thủy có nói tôi một câu: Tâm ơi, mình cho nó hòa đồng một cái sự anh em với nhau đi. Một cái tiết mục này đặc biệt nha, mà đây là một cái tiết mục mà hiện tại bây giờ là anh em nghệ sĩ chúng tôi rất là ấn tượng ở trên sân khấu. Bây giờ em xin mời chị Hai Lệ Thủy. Đây là cái này là yêu cầu của chị Lệ Thủy, thì chỉ muốn anh em mình họp mặt với nhau. Lý Chim Quyên, mời chị Lệ Thủy, mời anh Chí Tâm, mời Phượng Loan, những người bước lên sân khấu. Đây là chị Hai Lệ Thủy nha, anh Chí Tâm, anh Linh Tâm, những người mà nghệ sĩ đàn anh đàn chị của anh em chúng ta. Ở đây là một cái hình ảnh này nó đẹp lắm quý vị. Hôm qua tôi có coi cái clip mà tôi hết sức là xúc động, đó là giữa anh Thanh Tuấn và anh Minh Dương, hai người ôm nhau hát cái Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà, hay lắm, hình ảnh này nó đẹp lắm. Vâng, rồi mời luôn anh Châu Thanh, anh Chí Tâm. Rồi xin mời. Đứng đông quá nó hơi bị chật. Rồi em mời anh Chí Tâm nè, là một trong những người mà đàn anh trước đây chị Lệ Thủy, và hiện tại bây giờ là anh Linh Tâm, Phượng Hằng, Phượng Loan. Rồi xin mời quý vị ủng hộ tràng pháo tay. Tiếp một là do chị Lệ Thủy đề nghị nè. Rồi cảm ơn quý vị. Anh Tuấn Thanh, trời ơi, một nghệ sĩ mà tôi yêu mến. Anh Tuấn Thanh ơi, một nghệ sĩ mà hầu như có cái phong cách biểu diễn rất là sang ở đoàn cái Lương Văn Công thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng với mời anh Tuấn Thanh bước lên sân khấu đi. Một người nữa, tôi quên, nữ nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu có giọng hát đặc biệt lắm. Chị Thoại Miêu ơi, đây là một trong những người mà đào tạo cho nghệ sĩ trẻ ở đoàn cải lương Trần Hữu Trang hiện nay. Vâng, em xin mời chị Thoại Miêu. Rồi. Dạ. Đây em mời chị Hai. Nam đi. Alo. Đại diện bên nữ. Cho cái này. Miếng mà thử lần mà mình làm nó nào làm trên câu câu đi. Rồi. Ca không biết hay hay không mà chụp hình dữ dội nè, nè chụp đi. Chim Nguyên quay ăn trái quay nhãn lòng này nhãn lòng ơi cô bạn đời ơi cô bạn ơi. Chim ơi chim xa rừng thì chim thương nói nhớ nồng, người cách xa nhau rồi, người cách xa nhau rồi ơi đâu còn có gì buồn ơi. Buồn chim xa rừng còn thương cây nhớ côi, người xa người đêm đợi ngày trong, tụi mình duyên phận long đông thương nhau gần ấy mà 16 năm cũng chưa được gần. Chim Nguyên còn ăn cái nhãn lòng, còn quen chậu đâu phải theo chồng cách mấy sông sâu, sông sâu còn bắt được nhịp cầu, chớ hai đứa mình sầu biết cùng ai sang xe. Quý vị ơi, quý vị có thấy tiết mục này nó đặc biệt và nó lạ không? Ơi, hồi đó chịu nói chi, giờ tụi tôi có chồng hết trơn rồi. Rồi. À, anh Đờn ơi, hết cái bài này em dẫn Đờn tiếp đi. Anh em mỗi người ca câu, muốn ca cái gì ca. Chim Quyên lẻ bàn than thở một mình, tụi mình lẻ bàn một mình thở than.
Hậu ơi, xa nhau là xa đến trọn đời. Tai nghe lời anh than anh thở, đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột rối đường tơ. Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình tưởng bây giờ mình xa nhau, chắc là mình không mới nở cùng nhau. Thôi thì đắp thảm giam rồi bạc lòng mà chim thương núi nhớ non, người cách xa cội nguồn này, người cách xa cội nguồn. Ôi cô bạn mình ơi, ôi cô bạn mình à. Hai đứa tụi mình có duyên mà không nợ, người ta có tiền nên người ta có nợ lần duyên. Lòng riêng đã nặng ưu phiền, sao bầu còn chê trách làm chi cho kẻ vô quy thêm đau lòng. Bầu ơi, buồn hay không rồi bầu cũng theo chồng. Gái có chồng rồi ở như chim lòng cá chậu, cửa là nhớ nhà chắc lâu lắm mới về thăm. Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình mộng bây giờ xa nhau. Chắc là công nằm ra câu năm, ra câu năm. Tôi nói thiệt á, hồi đó đó bầu đi lấy chồng xa, cha mẹ bên nhà cứ để đó đi rồi tôi sẽ lo liệu. Thế nào người ta cũng khen à, người ta nói thằng rể hụt mà nó có hiếu, tát nước bé mờ làm cỏ chai tay. Thôi mà mẹ mai chi mà nó có phải tôi chê bằng nghèo bằng xấu bằng ưng họ bằng trai, chỉ biết mặt ông mai chứ thấy mặt mày chàng rể. Đặt đâu thì con ngồi đó trống bụng, không tương cũng phải chịu ý cha mẹ già. Tháng rộng năm dài rồi cuốn mắng mà tình nghĩa, rồi con rồi cái rồi ái rồi thân, như chiều yên quyên nọ quen lòng. Tiếp, anh Châu Thanh chưa có ca, tiếp đi. Bây giờ đợi một bài nữa nha. Ôi vui biết mấy khi hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong ngày giỗ của anh năm Minh Phùng. Xin kính chúc tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng ta thật nhiều sức khỏe và trong cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Quý vị thấy không, hôm nay tất cả nghệ sĩ chúng tôi nhớ đến một nghệ sĩ tài hoa Minh Phùng, mà tôi biết là có cả những khán giả thân yêu cùng hướng về một nghệ sĩ tài danh. Trọn đời tôi mãi không quên người anh kính mến quá ôi tuyệt vời.
qua về đâu. Trông theo bước ai sao dòng lệ mãi tuôn rơi. Mình đôi nơi, tình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi. Tiếng đưa người nghe sầu quen. Cho ta nhằm một ngôi sao sâu. Thế cho nên cuộc đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không nói được nơi lòng. Để hôm nay thì trót đã muộn rồi, ta sẽ chết trong âm thầm đau khổ, còn nàng thì sẽ lên kiểu cưới đi xa. Cuộc đời này không có gì là khó cả, tất cả chỉ do ước muốn của mỗi con người. Không có anh thì mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình làm khổ cho mình, chứ trên thế gian này vốn không có gì là khó cả. Thế tử người biệt ngay sanh ly, đó là chuyện biển cô hòa thông thường. Chuyện nào, chuyện nào đi. Ông ơi, nếu người ấy chết đi thì cũng chết trong nghẹn ngào tức tươi, vì không nghe được những lời tôi mới nói với ông. Khi một người ngay đã sáng sống là bổn phận phải làm quên tình cũ. Nhưng đối với con người đó có quên chẳng là ngày tôi dính bể khổ đời. Cảm ơn tiểu tơ đã giúp cho tôi đóng trọn vai trò tống miệng. Đã giúp tôi đóng trọn vai trò ông ước, và tôi giúp ông nghĩa chung mình. Rồi, hết rồi đó. Quá xá luôn. Liên khúc thật là hay. Rồi bây giờ tất cả chúng ta sẽ trở về chỗ ngồi. Sau đó thì sẽ mời